Vâng, xin chào các anh chị các bạn Chào mừng các anh chị các bạn quay trở lại với uh, series video uh, kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp uh, phiên bản 2024 à, uh, vừa mới quay uh, vào tháng 3 năm 2024 Tên tôi, tôi là Nguyễn Phan Anh giảng viên đại học, chuyên gia đào tạo và một cái đơn vị tư vấn về kinh doanh và marketing Số điện thoại của tôi là 0989 62388 à, uh, website pmarketing.vn email là <laughs> phananhonline.gmail Vâng, và, và bài số 4, bài số 4 là vẫn thuộc về cái mục là xây dựng các cái chính sách bán hàng. Thì ta sẽ nói về chính sách giao hàng. Thực ra thì chính sách giao hàng là một cái chính sách cũng không phải là quá quan trọng, không phải là quá cạnh tranh vì thường các cái chính sách giao hàng của các cái đơn vị là cơ bản giống nhau. Cho nên là đây cũng là một cái chính sách mà cũng thu hút được các cái khách hàng nhiều nhưng so với tầm quan trọng của nó về chính sách giá chính sách chiết khấu chính sách thưởng chính sách dành cho nhà phân phối thì cái chính sách giao hàng này nó nó cái tầm quan trọng của nó cũng kém hơn một chút và chúng ta cũng không quá coi trọng nó bởi vì chúng ta có thể copy được của đối thủ thế này thế kia rất là dễ dàng thế thì ở đây thì tôi có chia sẻ là một chút để các anh chị hình dung ra cách làm đây có sơ đồ mai mép này đó. Thế thì chính sách giao hàng ở đây ý, à, trả lời cho một số cái câu hỏi là mình sẽ giao hàng miễn phí hay là có phí đúng không? À, khi nào thì có phí và khi nào thì miễn phí? thí dụ như là hàng giá rẻ thì mình sẽ à, nên thu có phí, còn hàng giá đắt, giá cao thì mình nên à, thu miễn phí và mình tính vào trong cái giá. À, nguyên tắc là thực ra thì các cái đơn vị mua hàng thì đều phải trả phí thôi, nhưng là mình tính trong cái phần chi phí của mình để mà mình không bảo khách hàng phải trả tiền thêm đúng không thậm chí một số đơn vị còn xây dựng chương trình hoàn phí hoàn phí vận chuyển thí dụ như là mình làm nhà phân phối thì những cái đơn vị phân phối lớn họ sẽ có xe họ sẽ đi họ lấy hàng của mình họ tại kho bình thường là mình giao hàng cho họ thế nhưng mà bây giờ họ lấy hàng của mình tại kho thế cho nên là họ có thể là không cần phải À, giao hàng cho họ thì họ muốn được hoàn phí à, có thể là 1% phần mà cũng có thể là 5.000.000 20.000 cho một cái sản phẩm như nào đấy là do mình quy định đấy. mình cắt cái chi phí mà mình phải đi giao hàng cho họ à, thế thì cái việc mà giao hàng miễn phí hay là giao hàng có phí hay là bao nhiêu km có phí thì mình phải quy định à, đơn hàng giá trị tối thiểu bao nhiêu à, số km miễn phí là bao nhiêu có những cái đơn vị tiên phong ấy, nó có thể làm lên đến 300 400 km đúng không có những cái đơn vị thì có thể là miễn phí toàn quốc bởi vì cái hệ thống phân phối của họ được rất là mở rộng Đấy. họ có thể là có cái văn phòng tại Bắc Trung Nam rồi họ có thể có văn phòng tại nhiều tỉnh thì họ sẵn sàng là giao hàng miễn phí trên toàn quốc được Đấy. thế rồi thì mình cũng có thể là quy định về cái đơn hàng tối thiểu là bao nhiêu tiền hoặc là bao nhiêu sản lượng thì mình mới giao miễn phí quá cái mức thấp hơn dưới cái mức đó thì mình sẽ không giao hàng miễn phí và mình sẽ thu ba chục năm chục bảy chục phần trăm tùy mình hoặc thậm chí là một trăm phần trăm hoặc là bán hàng online nhất là chúng ta bán hàng online khách hàng lẻ thì hầu như là chúng ta sẽ giao hàng, hàng miễn phí rất là nhiều đấy, thu phí hoặc là có phí cái việc đấy là do chúng ta quyết định à, rất là phổ biến đúng không à, thế rồi chúng ta cũng cần phải xây dựng cái dịch vụ giao hàng làm sao mà cái thời gian giao hàng nó phải nhanh đấy, và nó phải chính xác đúng không? Đấy, chúng ta cũng có thể là tiến hành là tự tổ chức giao hàng nếu như mà cái quy mô của chúng ta lớn và chúng ta tự tổ chức như vậy thì chúng ta sẽ tiết kiệm được chi phí và chủ động hơn. Đấy, nhưng mà quy mô của chúng ta chưa đủ lớn hoặc là chúng ta bán lẻ toàn quốc thì chúng ta sẽ thuê bên thứ ba. thí dụ như là uh, giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm diển ti cái gì đấy, việc theo cái gì đấy đúng không? còn nếu mà chúng ta làm nhà phân phối, chúng ta làm đơn vị thương mại sản xuất thì thường là chúng ta sẽ có thể tự tổ tổ chức giao hàng. Hoặc là chúng ta không tự tổ chức giao hàng thì chúng ta sẽ những cái thế lực của chúng ta mạnh thì chúng ta có thể yêu cầu là nhà phân phối đến tận kho hàng chúng ta bốc và chúng ta trừ tiền hoặc trừ phần trăm cho nhà phân phối. <laughs> chúng ta cũng quy định là thời gian phải đặt hàng, thời gian giao hàng là sau đó bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày thì mới có thể giao hàng được. Đấy. Rồi chúng ta cũng phải xây dựng cái lộ trình giao hàng làm sao tua tuyến để làm sao mà nó tiết kiệm chi phí nhất cho chúng ta chứ không thì chúng ta sẽ bị tốn chi phí Đấy, trong thương mại thì chúng ta thấy rằng là có một cái phần mà chi phí cũng khá là cao về về cái gọi là chi phí vận chuyển Đấy. thế nên là chúng ta cũng cần phải lưu ý cái điều đó có những cái ngành hàng chi phí vận chuyển nó nó tốn Vì nó nặng à, cái phí vận tải nó rất là tốn đúng không <laughs> rồi à, đặc biệt là chúng ta cần phải chú trọng đến cái dịch vụ uh, trong khi và sau khi giao hàng ví dụ như là bốc xếp nhanh Đấy, thậm chí là dọn kho bốc xếp hàng vào kho cho khách hàng à, rồi thì cười rồi chào hỏi rất là lịch sự rất là chuyên nghiệp à, ăn mặc đồng phục trang phục rồi giao hàng để kiêm thu tiền luôn để cho tiết kiệm chi phí đúng không? rồi thì <laughs> giao hàng thật nhanh đúng giờ và chi phí là thấp nhất hoặc miễn phí. đợt trước này tôi bán nhựa ở công ty sản xuất về nhựa tập đoàn có mấy nhà máy thế thì khách hàng của tôi họ phản ánh thế này là cái bên kia kìa cái bên đối thủ ấy là nó giao hàng cho cô này nó giao rất nhanh, nó đi hai người nó còn bốc hàng vào kho cho cô còn nhà chúng mày thì cứ để tranh <laughs> ngay ở cửa ấy, cô không làm được, cô không có người bốc, thuê người thì tốn chi phí, à, bây giờ cô không nhập đâu, hay là cô nhập của chúng mày rè chừng thôi, cái à, thực tế là là khách hàng người ta phản ánh như thế, thế từ đó thì chúng ta sẽ về chúng ta phải làm việc lại với đội giao vận hoặc là những cái đơn vị chúng ta thuê bên ngoài để làm sao mà cải thiện chất lượng dịch vụ giao hàng à, nhanh chính xác đúng các chủng loại sắp xếp gọn gàng, Đấy, bởi vì cái chi phí giao hàng của rất nhiều ngành nghề, nghề à, nó cao nhất là chạy từ bắc vào nam nên là chúng ta không thể cạnh tranh được. Muốn giao hàng toàn quốc thì chúng ta phải có có nhiều nhà máy ở nhiều nơi hoặc là nhiều văn phòng đại diện, nhiều kho ở nhiều nơi để giảm chi phí xuống. À, và tất cả những cái chính sách giao hàng này chúng ta sẽ công bố bằng văn bản à, công bố trên website fanpage của công ty à, một cách rất là rõ ràng. Ví dụ như thế này, Đấy, đúng không? miễn phí như thế nào bao nhiêu km từ km số giờ bao nhiêu lắp đặt như thế nào có thu phí hay không hay là đợt trước tôi gọi xe của của VinFast nó nó cần phải cứu hộ thế là họ nói là họ sẽ cứu hộ miễn phí trong 20 km thế mình đi mất 25 km thì 5 km còn lại mình phải thanh toán và giá là 20.000 hay là 50.000 một cái km ví dụ thế À, thì mình công bố hết à, và tinh thần là xây dựng chính sách ừ, giao hàng là à, làm sao mà tối ưu nhất cạnh tranh nhất và phục vụ khách hàng cao nhất để mà để khách hàng hài lòng nhiều khi mình đã vào hàng đã rất là khó rồi mình chào rất là khó rồi vì một vài cái vớ vẩn như này mình lại mất khách rồi mình bị họ phàn nàn cũng rất là bực bội nên là chúng ta lưu ý nhá vâng thì nhưng tôi vừa phân tích là cái, cái chính sách giao hàng nó cũng không có gì là quá phức tạp Thế nhưng nó vẫn là một phần của việc xây dựng chính sách này là à, tôi có một cái video ngắn như vậy hướng dẫn cho mọi người và tinh thần làm là phục vụ khách hàng vì khách hàng khách hàng trên hết Đấy, đem đến cho họ cái giá trị thực dịch vụ chất lượng 4 năm sao bốc xếp nhanh dọn kho ví dụ thế giao hàng nhanh chi phí thấp hoặc là miễn phí đội ngũ chuyên nghiệp chu đáo và nở nụ cười thế thì thì tôi nghĩ chắc là thắng luôn và giao hàng thì thường sẽ đi kèm với lắp đặt sẽ đi kèm với sửa chữa bảo hành và thu tiền luôn để tiết kiệm chi phí. Ok, nếu như các bạn có bất kỳ vấn đề gì về kinh doanh, về bán hàng, về xây dựng chính sách hay là về marketing, trong cái khóa này là kỹ năng về bán hàng thì các bạn cần các cái đào tạo và tư vấn thì các bạn hãy liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp hoặc là đào tạo cho các bạn. Và một lần nữa cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo của series kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp. Xin chào!